Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Trong buổi sáng ngày hôm nay, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ gửi đến cho quý vị chị và các bạn về một mẫu xe mới cập bến cửa hàng của em. Đó là một chiếc Toyota Vios thần thánh, một chiếc xe lồi đồng cua đá, một chiếc xe quốc dân. Chiếc xe này thì có năm sản xuất 2011, phiên bản số sang. Xe bị động cơ máy 1.5 bản E xịn đời 2011, tên tư nhân biển Thái Bình, 17A10087, sơn xi màu bạc, bản đủ xe gia đình. Chiếc xe thì được trang bị hệ thống túi khí ABS đầy đủ theo xe, gương kính chỉnh điện cộng với la răng đấy là nguyên bản theo xe, xi nhan tích hợp trên gương các bạn nhé. Và hiện tại chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 259 triệu đồng. Vâng, chỉ với 259 triệu đồng quý vị chị và các bạn đã sở hữu cho mình một chiếc xe Toyota Vios bản đủ như thế này thì khá là ok. Anh em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Và đấy cũng là số Zalo của em, anh em có thể kết bạn Zalo với em để em gửi hình ảnh đăng ký đăng kiểm cho quý vị chị và các bạn. Nói chung về chiếc xe này thì là một chiếc xe còn nguyên form và khá đẹp, không lỗi. Xe thì cam kết cho mọi người không có đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước, và quả xước sát tỉa sơn thì đã làm đẹp rồi, không tránh khỏi được. Anh em nhìn thấy từ những cái mép cabo của chiếc xe thì còn rất là đều nhau, không có bị lệch lạc gì cả. Từ những cái cản trước của chiếc xe cũng rất là đẹp. Mặt ga lăng của chiếc xe thì khá là ok. Đời 2011, phiên bản số sàn, bản đủ nhé các bạn nhé. Cụm đèn trước của chiếc xe thì còn rất là sạch sẽ và sáng bóng, không có bị ố, và được lớp lắp thêm một lớp viền inox mạ chrome rất sạch sẽ và sáng bóng. Xe được trang bị 4 bánh đa răng đúc nguyên bản theo xe, hệ thống ABS 4 bánh nhé các bạn nhé. Dàn 4 lốp của chiếc xe thì còn được tầm 60%. Xe khá đẹp. Xe được tích hợp xi nhan trên gương, gương cục xòe đầy đủ cho các bạn. Đấy, sơn xi thân vỏ chiếc xe thì khá đồng đều. Sơn xi của nó khá đồng đều. Xe được trang bị vành R15 nhé các bạn nhé, nguyên bản theo xe hết. Cụm đèn hậu của chiếc xe thì cũng rất là đẹp. Đèn hậu chiếc xe thì đời 2011 thì cái form đèn của nó cũng khá là ok và đẹp đẽ luôn. Xe rất là cứng xe cho các bạn nhé. Anh em nhìn thấy từ những cái mép khung cộng với lại mép cabo của nó còn rất là, cái khe hở của nó rất đều nhau. Đấy, anh em đấy, xe lỗi thì anh em nhìn thấy cái biết ngay. Biển 17 Thái Bình. Con này thì khá chất cho mọi người nhé. Trước con này thì em bán là 269 hay 270 mấy gì đấy. Nhưng giờ em bán chỉ còn 259 triệu đồng thôi. Vâng. Bộ đèn của nó rất sạch sẽ và sáng bóng các bạn. Đấy. La răng đúc rất đẹp. 4 phanh ABS. Dòng Vios này thì chạy khá lành. Anh em mua về chạy gia đình hay chạy dịch vụ khá là tiết kiệm. Còn tầm khoảng là 6 lít rưỡi trên 7 lít trên 100 ki. Đấy. Đây là một trong những cái mẫu xe bản đủ rất là tích đẹp đẹp nhé các bạn nhé. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Đó, một mẫu xe bản đủ bây giờ chỉ có 259 triệu đồng thôi. Các bạn có thể là quan tâm về cái mẫu xe này, hãy alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để được tư vấn miễn phí, cũng như là hỗ trợ các bạn hết mức. Các bạn chỉ cần alo cho mình thì biết đâu thì các bạn sẽ mua được cái giá rất hợp lý. Về phần nội thất của chiếc xe thì xe trang bị một bộ nội thất màu da, màu bạc rất đẹp. Hệ thống táp lô thì có được hai túi khí nha các bạn nhé. Trang bị một tấm thảm táp lô rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Hệ thống đinh bấm dàn giật cột kèo chiếc xe thì tất cả còn nguyên bản hết, không có đâm đụng, không tai nạn và không có ngập nước nha các bạn nhé. Đấy là cái điều mà bên em luôn luôn cam kết cho mọi người về chất lượng của những chiếc xe. Hệ thống táp ly của chiếc xe thì khá đẹp cho các bạn. Keo chỉ cánh trước bên đàn phụ thì khá là ok, không mất đến một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Xe con này thì máy gầm khá chất. Vâng, hàng ghế thứ hai thì cũng rất là rộng rãi và sạch sẽ luôn. Xe chở 5 chỗ ngồi, đăng ký 5 chỗ ngồi cho các bạn nhé. Đây, đinh bấm dàn giật đây. Đấy, xe thì đã được chủ xe độ lên cái trần 3D chống nóng rất là đẹp. Nhìn rất là sang và bắt mắt. Hệ thống táp ly của chiếc xe khá ok. Đấy, anh em nhìn thấy đây, không có đâm đụng hoặc không có tai nạn. Cam kết cho mọi người bằng văn bản giấy tờ, thủ tục hồ sơ pháp lý chuẩn chỉnh cho xe. Đây là phần gầm chiếc xe đây. Gầm bệ chiếc xe khá ok cho mọi người. Anh em thấy đây, khá đẹp đúng không ạ?
Anh em thấy đây, rất là ok cho mọi người. Năm sản xuất 2011. Chúng ta vào trong xe kiểm tra lắm quá. Vâng, đây là phần lổ máy lên thì các bạn thấy chiếc xe thì khá đẹp và chắc chắn. Hệ thống gương kính chỉnh điện của chiếc xe còn đầy đủ theo xe luôn. Gương kính chỉnh điện của chiếc xe. Rất là ok cho mọi người. Hệ thống đèn đóm xi nhan của chiếc xe khá đẹp. Vâng. Còi rất là ngân nhá. Đấy, được bộ còi rất là hay, là táp lô táp ly rất sạch sẽ luôn. Xe được có 13 12 vạn nhưng chiếc xe này chắc là cũng khả năng là cũng động đến đồng hồ rồi, chứ còn đâu cửa đời này và nó không thể chạy đến 12 13 vạn được, đúng không các bạn? Vâng ạ. Nhưng mà quan trọng nhất là cái chất xe thôi các bạn nhé. Các bạn mình cũng nói thật luôn là cái 12 13 vạn thì không có đâu. Đấy. Chất xe này thì nó phải rơi vào tầm hơn 20 vạn rồi. Con này thì trần 3D rất đẹp. Hệ thống gương cụp xe đầy đủ cho các bạn nhé. Rất là ok, xe nhà tích hợp trên gương nhé các bạn nhé. Vâng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ xuống mở khoang máy ra để kiểm tra về chất xe của chiếc máy này, xem là máy móc của chiếc xe nó có vấn đề gì trục trặc hay không. Đây là tổng quan tổng thành về cái khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2011, phiên bản số sàn bản E xịn. Đấy, khá đẹp. Cái phần đầu giảm sóc này thì cũng không có cái vấn đề gì đâm đụng hay tai nạn đây nha các bạn nhé. Máy móc lổ rất êm luôn. Và máy móc lổ rất êm nhé các bạn nhé. Và máy ớt này thì máy rất là lành. Trang bị động cơ 1.5 ăn tầm khoảng 6 lít rưỡi trên 7 lít trên 100 cây. Nắp cabo chiếc xe khá đẹp. Vâng, các bạn thấy đây, máy móc của lổ rất êm. Xi nhan tích hợp trên gương này, cả trên đèn pha luôn, rất đều nhau nha các bạn nhé. Cụm chi ABS nha các bạn nhé. Vâng, vừa rồi Tuấn Anh của Hải Phòng có giới thiệu cho các vị, cho các bạn về một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2011 phiên bản số sàn bản E xịn xe gia đình. Chiếc xe mang biển kiểm soát 17A10087 và giá tiền bên em đang bán là 259 triệu đồng. Anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0972555863. Vâng, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.